Rồi lại tiếp tục chào đón nha, mình quay trở lại cho đồng hành cùng kênh Đồ Cổ Cần Thơ vào một clip mới nhất vào buổi trưa nha. Vào buổi trưa của ngày 15 ha. Của ngày 15 tháng 9 thì đến với buổi trưa ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em muốn sưu tầm được một vài sản phẩm rất là đẹp quay lên để giới thiệu và giao lưu cả nhà mình trong video hôm nay. Xem được đừng quên cho em xin một like nha. Các bạn nhớ thấy cái ngón tay đưa lên nhớ nhấp vô em một cái nha. Ngoài ra mình thấy cái chữ đăng ký, các bạn nhấp vô chữ đăng ký giùm em nha. Để hàng ngày lên những sản phẩm thì các bạn cũng thể xem được ha. Mình có đăng ký nè. Mình có like thì tự động là YouTube nó sẽ đề xuất cho mình xem các sản phẩm tiếp theo nha. Mình có 3 giây để like giùm em nha và đăng ký ha. Đó, có nút like bên đây nè. Ngón tay đưa lên nha và thấy chữ đăng ký nhấp vô giùm em một cái nha. Bạn nào mà đăng ký rồi thấy cái chuông thông báo nhấp vô chữ chuông thông báo giùm em nha. Để hàng ngày lên những clip các bạn có thể xem được ha. Hôm nay là có rất nhiều sản phẩm hay đây. Pháp khí nha. Hay pháp khí rất là độc lạ, bàn ủi full đồng. Bên cạnh đó là có một cặp cuối clip của ngày hôm nay là sẽ có một cặp tỳ hưu to khổng lồ nha. Bên cạnh đó là con cá kim long rất là khủng sẽ có trực tiếp trong ngày hôm nay nha. Rồi sau đây sẽ là chi tiết để giới thiệu và vô lô của mình ha. Rồi đi vào mã số 1 đầu tiên trong ngày hôm nay thì bên em có giới thiệu với cả nhà mình một sản phẩm rất là đẹp như các anh em ha. Đây các anh em xem nha. Đây là một sản phẩm phong thủy ha. Đây bằng đồng giùm em nha. Trên này là có khắc chữ trên khắc màu trên này nè. Trên này là có hình một cái con giống như con rồng nha ha. Cái này là trưng bày phong thủy nha. Đây các anh em xem ha, trưng bày phong thủy nha, chất liệu bằng đồng rất là đẹp của ngày hôm nay. Đây là mã số 1 mà bên Đồ Cổ Cần Thơ giới thiệu của mình ha. Mã số 1 có trong video ngày hôm nay nha. Cây này nặng khoảng 1,5 kg. Chất liệu bằng đồng nha. Chiều dài là khoảng là 60, chiều dài của nó là khoảng 62 cm các anh em ha. Chất liệu đồng nặng khoảng 1,5 kg nha. Cây này mã số 1 đầu tiên trong ngày hôm nay thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một sản phẩm đồ đồng nha, phong thủy ha. Đó có giá giao lưu với mình cái cây này hôm nay bên em có giá giao lưu cái nhà 1,900,000 là mã số 1 của trong video hôm nay. Rồi mã số 2 là một cây có hình con rồng nè, cái nhà xem ha, có hình con rồng trên đây nè. Đây là có chữ được khắc ăn mòn trên đây nè ha. Đó cái này là trưng bày phong thủy nha, bằng đồng giùm em ha. Cây này là mã số 2, cây này nặng ký 2 thôi, công công rất là độc lạ, hình ảnh nguyên một cái con rồng. Đây mình cùng xem ha, nguyên một cái con rồng như thế này. Và chiều dài của cây này là tầm khoảng là 42 cm và chiều cao ha, chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 14 cm nha. Trưng bày phong thủy đó nghe các nhà nha, không có mục đích khác nha. Và cây này mã số 2 trong video hôm nay bên em có giá giao luôn các nhà cũng 1,800,000 luôn nha. 1,800,000 cho mã số 2 có trong video hôm nay. Và mã số 3 thì hôm nay em còn được một cái cây cân đồng xưa nha. Cây này đây các nhà xem ha, cây này cân được 13 kg. Đã cái cây cân đồng toàn bộ bằng đồng xưa mà em ha. Các chốt có thì nó các cái chốt ngang á thì chốt ngang thì nó bằng thép. Đó, còn toàn bộ dĩa bằng đồng nè. Các dây xích bằng đồng, trái cân bằng đồng luôn nha. Trọn bộ này rất là hay ha. Cây này năm 93 nè, ngày 1 tháng 7 năm 93. Ông thợ tí giờ ông khắc tên trên đây nè, cả nhà xem ha. Cây này còn lành lặn nha. Về là cân là vi vu luôn nha cả nhà ha. Một cái cây cân đồng xưa nha. Cây này thì hôm nay bên em có giá giao luôn cả nhà mã số 3 có trong video hôm nay ha. Mã số 3 thì cái cây này hôm nay bên em có giá giao luôn cả nhà 1,200,000 nha. 1,200,000 cho mã số 3 có trong video hôm nay. Mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha, mã số 3. Rồi tiếp theo mã số 4 có tổng trọng lượng là khoảng 2 kg thì giới thiệu cả nhà mình một cái ấn nè, ấn rất là to. Một cái ấn nhất long nhã ngọc, đây mình xem ha, một cái ấn nguyên con rồng rất là to này. Đây một ấn dưới ha, chất liệu đồng nặng tới 2 kg nha cả nhà mình nha. Và chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 19 cm, bề ngang là tầm khoảng 8 cm ha. Đây cả nhà mình xem, bề ngang là 8 cm đây. Đó, cái này có giá giao luôn cái này 1,4 triệu nha. 1,4 triệu cho mã số 4. Mã số 4 có trong video hôm nay ha. Đây là mã số 4 là một cái ấn. Đây. Ở trên này các anh em xem ha, rất là đẹp nha. Đây là mã số 4. Rồi mã số 5. Mã số 5 trong video hôm nay, một cái ấn. Cái này nó cũ hơn nha các anh em ha. Lên ten màu đen các anh em xem. Cái này cũng có giá giao luôn cái này 1,4 triệu luôn nha. Cái này là cũng là một 2 kg giùm em nha. Đây là mã số 5 có trong video hôm nay mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng mình nha. Đây là mặt số 5 này, một cái ấn cũng rất là to ha. Đây cả nhà em xem. Và chiều cao của cái ấn này nhất long ha, cao là khoảng là 19 cm em nha. Để bề mặt ấn ở dưới tầm khoảng 8 cm. Đó, cái này có giá giao lưu với mình cũng là 1,4 triệu luôn nha. 1,4 triệu luôn ha, cho mã số 5. Rồi tiếp theo mã số 6. Mã số 6 thì giới thiệu cả nhà mình một cái sản phẩm đồ đào này. Đó, mặt số 6 là một sản phẩm đồ đào rất là to. Đây cả nhà mình cùng xem ha, nguyên một cái con dê nè, giống như một cái tước con dê rất là to khủng vậy đó. Đây cả nhà xem ở trong ha, nguyên một cái hình quả tiết qua văn cho đây nè. Đây là một cái nắp đậy lại nè. Đó, nguyên đầu hình ảnh con dê ha, nguyên một cái tước con dê đồ đào nha. Đây mình xem ha. Và sản phẩm này hôm nay bên em có giá giao luôn cả nhà mình một cái tước dê như thế này là 3,5 triệu nha, rất là to, chiều cao 22 cm và chiều dài tổng thể là 30 cm nha. Nguyên một cái tước con dê rất là to.
đó, mình có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em ha. Ở đây quả tí giống như hình con chim cú vậy, rất là độc đó. Mình xem ha, đây mã số 6 trong video hôm nay nha, mã số 6. Rồi mã số 7, mã số 7 là một cái cổ xe ngựa đó, một cái cổ xe ngựa bằng đồ đào luôn nha. Mình xem ha, đây mình thấy là con nguyên con ngựa này, trên đây có cổ xe nè đó, nguyên mất cổ xe ngựa đồ đào nè đó, trên này có cây dù để tới đây lui nè cả nhà xem nha, rất là độc nha. Mã số 7 có trong video hôm nay, nguyên một cái cổ xe ngựa chất liệu bằng đồng xưa đây cả nhà xem ha. Cổ xe ngựa này gời ra được nè, đây mình xem ha, đây có một cái hình người cổ đại nè, trên này có hai con rùa nè, rất là độc nha đó. Trên này có này xây được nè, quả tiết qua văn trên cây dù nữa ha, rất là nhiều quả tiết, rất là đẹp nha. Cổ xe ngựa chất liệu đồng cổ ha, tổng trọng lượng là khoảng là 1,5 kg thôi cả nhà nha, và chiều dài tổng thể là tầm khoảng là 25 cm, rồi chiều cao ha, chiều cao 20, và có giá giao được cái nhà 3,5 triệu nha, 3,5 triệu cho mã số 7. Mã số 7 có trong video hôm nay ha, mã số 7. Rồi tiếp theo mã số 8, mã số 8 của ngày hôm nay đặc biệt một cái bàn ủi này full đồng hết, lâu lâu mới về được một cái bàn ủi full đồng như thế này nha, cán bằng đồng luôn cả nhà mình thấy ha, những con mà cán luôn bằng đồng ở trên này rất là hiếm nha. Và con này tổng trọng lượng là tới 5 kg giùm em nha. Và mặt trong này là 18, đây ở trong này nó có một ta, nó khác 1882 gì nè, đây cái này em xem ha, con này nặng tới 5 kg luôn nha đó, rất là đẹp. Và con này đặc biệt là nó full đồng luôn ha, có tổng trọng lượng, rồi có tổng trọng lượng là 5,2 kg em nha. Và chiều cao này, rồi chiều cao tổng thể là 22, chiều dài ha, chiều dài là khoảng là 23. Rồi con này có giá giao lưu với mình là 2,5 triệu, 2,5 triệu cho con này, mã số 8. Rồi mã số 9 là cũng một con full đồng luôn, con này to khủng hơn nha, hai bên là hai con rồng ha, cái này hai bên là hai con rồng, mình xem nha, hai bên là hai con rồng to khủng ha, tặng nặng 8 kg được, cán trên là bằng đồng luôn, ít có nha, 51908, hai bên là hai con rồng nổi, đặc biệt cán full đồng luôn ha, và tổng trọng lượng tới 8 kg được. Con này để các anh em xem, ở trong đầy đủ các dĩ than luôn ha. Và con này hôm nay bên em có giá giao luôn cả nhà mình, một con full đồng như thế này nha, đó là 3,8 triệu nha, đặc biệt là full đồng hết, những con mà full đồng như vậy ít có nha, mà tổng trọng lượng của nó tới 8 kg luôn nha. Ở đây là mã số 9 có trong video hôm nay, mã số 9 ha. Rồi mã số 10, mã số 10 là một tác phẩm quan công cầm đao cưỡi ngựa, đây tác phẩm chất liệu đồng, hồi nãy nó quan công đang cầm cái đao cỡ trên con ngựa, đây của mình cùng xem ha. Về trọng lượng của mã số 10 này tầm 950g, rồi chiều cao 20, chiều dài tổng thể là tầm khoảng là 18, và có giá giao lưu với cả nhà mình một tác phẩm như thế là 1,200,000 ha, cho mã số 10 có trong video hôm nay nha, mã số 10. Rồi mã số 11 mà bên em muốn giới thiệu cả nhà mình có một còn một bộ trà ha, mang đậm phong cách hoàng gia châu Âu cổ điển, đây mình cùng xem ha, đó một bộ trà mang đậm phong cách hoàng gia chanh ly, được đính những viên đá nè, đó một mặt trước là đính viên đá nè, mặt sau đính viên đá luôn ha. Đó về trọng lượng tầm khoảng 1,2 kg cho bộ này thôi, hộp kim đồng nha, không phải là đồng 100%, em báo luôn cho mình ha, chiều cao tổng thể là 26 cm, và bề ngang tổng thể nha là khoảng là 29 gần 30. Một bộ bao gồm một khay nè, 6 ly, rất là đẹp. Và bộ này hôm nay bên em có giá giao luôn cả nhà 1,5 triệu nha, 1,5 triệu cho một bộ trà hoàng gia. Đây là mã số 11 có trong video hôm nay nha, mã số 11 ha. Rồi 12 là một cái hộp bằng gỗ gõ, được trên đây được khảm ốc xà cừ, đây các anh em xem nha, một cái tích rất là hay nha, một cái tích Tam Quốc, rất là đẹp nha, khảm ốc xà cừ ha, được khảm các mặt đây nè các anh em xem, để mở ở trong cho mình xem luôn ha. Đường kính ngang của nó là cái hộp này tổng thể là khoảng là 28 cm, 28 vuông ha, đây đó mình cùng xem ha, khảm cho đây nè, ốc rất là đẹp lên màu ha, trong đây là hộp ba hộp vuông đó. Rồi mặt trong này khảm 4 mặt nè, đây cái này em xem ha, và một cái hộp như thế này bằng gỗ gõ nha, đó dưới này là cũng được khảm 4 mặt hết, đây cái này em xem ha. Và cái này hôm nay bên em có giá giao luôn cái nhà mình là 3,800,000 ha, 3,800,000 cho mã số 12 có trong video hôm nay, một bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu của mình ha. Mã số 12. 13 là một cái ủ trà, một cái ủ trà bằng gỗ gõ luôn cái nhà em xem ha, cũng rất là đẹp nha, nguyên khối cho này được khảm ốc cho này nè, nguyên một nguyên khối giùm em nha, đây cái này em xem đó, liên lạc nha, cho nên là nó có khảm hình ảnh là mai nè, đôi chim nè ha, rất là đẹp, tổng trọng lượng là khoảng
2,4 kg, chiều cao tổng thể là khoảng 22. Bề ngang ha, bề ngang là 15 và có giá giao lưu với cả nhà mình là 3,5 triệu. 3,5 triệu cho một cái ủ trà của ngày hôm nay. Đây là mã số 13. Có trong video hôm nay ha, mã số 13. Rồi 14. 14 mà bữa nay muốn giới thiệu cả nhà mình còn được một cái niêu nha. Mẻ kho thạch sùng. Mẻ kho thạch sùng ha. Mẻ kho này về trọng lượng là tầm khoảng là mẻ kho tổng trọng lượng khoảng 1,5 kg. Thạch sùng có cái mẻ kho đây ha, cái này này. Rất là vang cả nhà nha, quả tiết qua văn trên đây thì thôi, khỏi chê ha. Quả tiết qua văn cổ điển này. Và tổng trọng lượng của nó là tầm khoảng là 1,4 kg. Rồi bề ngang ha, bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 18. Rồi chiều cao là 6 cm. Có giá giao luôn cả nhà mình. Một cái mẻ kho như thế này, 1,1 triệu nha, 1,1 triệu ha. Cho mã số 14 có trong video hôm nay nha. 15. 15 mà như giới thiệu nãy là có được con này nè. Cả nhà mình xem ha. 15, 15 một con cá kim long. Con này rất là to. Đó, con cá rồng. Con này là tổng trọng lượng tới 13 kg nha cả nhà mình ha. Và chiều dài của nó nè. Và chiều dài ha. Rồi chiều dài tổng thể là 60 cm. Rồi chiều cao khoảng là 18. Quá đẹp cho con này luôn. Con này là hết sảy luôn, quá đẹp luôn nha. Quay một mặt bề sau cho mình xem ha. Đó, con này hôm nay bên em có giá giao luôn cả nhà mình là 6 triệu đồng nha. 6 triệu đồng cho một con cá kim long. Ở mã số 16 có trong video ngày hôm nay ha, mã số 16. Và mã số cuối cùng trong clip buổi trưa ngày hôm nay là giới thiệu cả nhà mình cặp tỳ hưu. Cặp tỳ hưu khổng lồ nha. Đây cả nhà xem ha. Để mà để lên hết cây cân cho mình xem luôn. Cặp này rất là to nha, to khổng lồ luôn á. Đây, cả nhà mình xem ha. Cặp tỳ hưu to khổng lồ nha. Cặp này về trọng lượng là tầm 21 kg mềm ha, 21 kg. Đây mình cùng xem nha, 21 kg cho cặp tỳ hưu này nha. Cặp tỳ hưu này tới 21 kg ha. Và chiều dài. Rồi chiều dài của cặp tỳ hưu này từ đầu tới đuôi là khoảng là 53 cm nha, 53-54 cm này. Rất là to ha, chiều cao này. Chiều cao là 36. Và một cặp tỳ hưu rất là to này. Hôm nay bên em có giá giao luôn cái này mình là 12 triệu đồng ha. 12 triệu đồng cho một cặp to khổng lồ ngày hôm nay. Đây cũng là mã số cuối cùng mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình trong clip ngày hôm nay ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video tiếp theo nha. Nhớ bấm like và cho em xin lượt đăng ký nha. Rồi hẹn gặp lại cả nhà mình vào video tiếp theo ha.